Chỉ trong vòng 10 năm, tỷ lệ thừa cân béo phì của trẻ em Việt Nam từ 5 cho tới 9 tuổi tăng gấp đôi, trong khi đó thì tỷ lệ thừa cân béo phì của học sinh khu vực thành thị là 41,9%. Đây là những con số đáng báo động về tình trạng thừa cân của trẻ em từ lứa tuổi mầm non cho đến trung học. Mặc dù vậy thì có đến 53% phụ huynh không biết, thậm chí không chấp nhận rằng con mình thừa cân béo phì. Theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc năm 2019-2020 của Bộ Y tế, chỉ trong vòng 10 năm tỷ lệ thừa cân béo phì của trẻ em Việt Nam từ 5 cho tới 9 tuổi tăng gấp đôi từ 8,5% lên tới 19%. Một báo cáo khác của Viện Dinh dưỡng Quốc gia tại 75 trường học ở 5 tỉnh thành phố cũng ghi nhận tỷ lệ thừa cân béo phì của học sinh khu vực thành thị là 41,9%. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng thiếu đa dạng cùng sự thúc ép trẻ em ăn nhiều hơn so với mong muốn và nhu cầu sẽ gây ra dư thừa năng lượng cộng với việc thiếu vận động trong thời gian dài, năng lượng không được tiêu hao sẽ tích tụ thành mỡ khiến trẻ em tăng cân béo phì. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên sớm thay đổi quan điểm và nhận thức về cân nặng của trẻ em, tuyệt đối không chủ quan khiến tình trạng thừa cân tiến triển thành bệnh. Cha mẹ cần có biện pháp dự phòng béo phì ngay từ những năm đầu đời, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và toàn diện hơn.